Mắt bơi 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 thôi. Tự nhiên từ này tôi đập bể cũng được đó. Má lớn cái bực mình tao đào thì rồi chứ ai hơn bể. Bực mình mà cái đá là thì ai sửa chứ. Thì mấy sửa cho mẹ cái. Thì mẹ đi chờ mẹ mua bún cho mẹ ăn. Được rồi, này là con sửa chứ. Ở nhà mẹ nói rồi mẹ đi chờ về mua về nấu cho mẹ ăn nha. Lại đây một cái măng sầu bóng màu này, một cái ly cửa với một cái kéo nhỏ nhỏ đó.
Nè Phong, Hồng Vinh, về ăn cơm không? Mẹ bên đấy có thấy anh ở nhà đi lên mà sửa được không chứ tiếng bệnh bên ráng đó. Mẹ đã tháo chủ ý rồi chứ đừng có ăn bể ông nước rồi. Mẹ con ở nhà không thì nó ngập nhà thôi. Mời ớt cậy. Mắt cái liền cậy chứ. À cái bụng như bị ngó này sao phỏng lên ngó này. Gá bụng biết đi. Phạm đang cúi cổ rồi con. Lấy cái bàn về em ngồi đi. Mẹ, khi muốn thì đã bị ông nếu tiếp. Hả? Các bạn nhớ like, nhớ đăng ký và nhớ chia sẻ ủng hộ clip giúp ó với nha.